Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chẩn đoán và xử trí cơn tăng huyết áp. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này thì chúng ta cũng đã có học giải rác ở một số bài khác. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại và sẽ cùng nhau khẳng định một số điểm mà tôi nghĩ rằng là từ trước đến nay chúng ta cũng có một số đâu đó có những cái hiểu chưa được đầy đủ nhất. Thì đây là những cái mà nội dung liên quan đến cái hướng dẫn chẩn đoán và xử trí cơn tăng huyết áp mà cập nhật nhất trong năm 2018 của cả ESC, cả ACC cũng như là hội về cấp cứu. Mục tiêu của bài này của chúng ta sẽ có hai cái nội dung mục tiêu chính, đó là chúng ta phải chẩn đoán phân biệt được. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải phân biệt được hai cái thể chính của cơn tăng huyết áp, đó là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp, và đây là hai thể mà có cái tiên lượng cũng như việc điều trị rất là khác nhau. Và quan trọng nữa, mục tiêu thứ hai chung là chúng ta sẽ phải nắm được cách thức xử trí đối với cái hai tình huống này. Nội dung của chúng ta sẽ gồm có ba nội dung chính. Thứ nhất là về mặt định nghĩa thế nào là cơn tăng huyết áp và thế nào là tăng huyết áp cấp cứu, thế nào là tăng huyết áp khẩn trương. Thứ hai là về chẩn đoán và thứ ba là về điều trị. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là định nghĩa về cơn tăng huyết áp. Thì để bắt đầu cho cái phần này thì tôi có một số câu hỏi như sau. Thứ nhất là theo các bạn thì tỷ lệ trong số bệnh nhân tăng huyết áp thì cái tỷ lệ mà có cơn tăng huyết áp là bao nhiêu phần trăm? Đối với bệnh nhân tăng huyết áp thì cái tỷ lệ có cơn tăng huyết áp có thường gặp hay không? Với ba tình huống là A, B, C, D, từ cao nhất là 7 đến 8% cho đến thấp nhất là 1 đến 2%. Các bạn chọn tình huống nào? Câu hỏi thứ hai tí nữa để xem. Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với trường hợp tăng huyết áp khẩn trương? Thì thứ nhất là A là trường hợp huyết áp tăng cao kịch phát và kèm theo tổn thương cơ quan bích. B, đa số bệnh nhân là tăng huyết áp mãn tính không tuân thủ điều trị. C, có thể có các triệu chứng là đau đầu, khó thở, chóng mặt, chảy máu mũi, lo lắng. Và D là điều trị bằng thuốc hạ áp đường uống. Thì trong bốn tình huống này phát biểu nào là không đúng? Vâng, thế chúng ta sẽ đi vào định nghĩa. Cơn tăng huyết áp là gì? Là tình trạng mà huyết áp tăng cao kịch phát với cái ngưỡng con số huyết áp tâm thu là trên 180 và hoặc huyết áp tâm trương là trên 120, và dựa vào tình trạng là có hay không có kèm theo tổn thương cơ quan đích thì cơn tăng huyết áp được chia thành hai thể là tăng huyết áp cấp cứu hypertense emergency và tăng huyết áp khẩn trương là hypertensive urgency. Thì thực ra trước đây thì mình hay dịch là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn cấp. Tuy nhiên là tôi thấy rằng là nếu mà mình dịch là cấp cứu với khẩn cấp là đôi khi nó rất là dễ lẫn lẫn vào nhau. Và tôi thấy rằng là nếu mình dịch là tăng huyết áp khẩn trương thì các bạn miền Nam cũng dục là tăng huyết áp khẩn trương thì tôi thấy là phù hợp hơn. Nó sẽ thể hiện cái tính chất là đối với cái trường hợp này là một cái tình trạng chúng ta cần phải xử trí khẩn trương hơn chứ không phải là một tình trạng cấp cứu. Thì đối với tăng huyết áp cấp cứu thì thứ nhất là huyết áp tăng cao kịch phát và đặc biệt là có kèm theo các bằng chứng về tổn thương cơ quan đích mới xuất hiện hoặc là tổn thương cơ quan đích được tiến triển, và đây là một cái trường hợp mà thường đe dọa đến tính mạng. Thì ở trước đây nếu như là những cái với những cái thống kê trước đây với việc chúng ta xử trí mà chưa được tốt thì cái tử vong nó có thể tới là trên 79% và thời gian sống sót trung bình là chỉ có 10 tháng nếu mà không được điều trị. Đương nhiên là ở gần đây với cái việc mà chẩn đoán điều trị thì đã cải thiện rất là nhiều tiên lượng của các bệnh nhân này. Và trong những trường hợp này thì tổn thương cơ quan đích chúng ta có thể gặp đó có thể là bệnh não do tăng huyết áp, xuất huyết não, đột quỵ thiếu máu não, hoặc là suy tim trái gây phù phổi cấp, hoặc là phối hợp kèm theo nhồi máu cơ tim, hoặc là đau hõm ngực, hoặc là lóc tách động mạch chủ, và có thể gặp trong các trường hợp là suy thận và ở phụ nữ mang thai, đó là các tình trạng tăng huyết áp cao hoặc là tiền sản giật hoặc là tiền sản giật.
đặc điểm trong cái tăng huyết áp cấp cứu thì có một số điểm chúng ta lưu ý. Đó là thứ nhất là tần suất cái tăng huyết áp, tức cái mức độ tăng lên nhanh hay không. Quan trọng hơn là cái con số huyết áp của bệnh nhân. Và thường là những bệnh nhân mà trước đấy đã có phát hiện tăng huyết áp, tức là có tăng huyết áp mạn trước đó, thì sẽ dung nạp tốt hơn là những bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp trước đó. Và những trường hợp này là những trường hợp mà chúng ta cần phải hạ huyết áp nhanh, tất nhiên là không phải ngay về mức bình thường, để hạn chế tổn thương cơ quan đích. Và những trường hợp bắt buộc chúng ta phải dùng huyết áp đường tĩnh mạch, chứ không nên dùng hạ huyết áp đường uống, thì tất cả các khuyến cáo đều thống nhất về cái chỉ định dùng thuốc đường tĩnh mạch trong những trường hợp này. Và những trường hợp này là những trường hợp chúng ta bắt buộc phải theo dõi điều trị tại các đơn vị cấp cứu ICU hoặc là CCU. Ngược lại, đối với tăng huyết áp khẩn trương thì chúng ta thấy rằng là cũng huyết áp tăng cao kịch phát, nhưng mà bệnh nhân thường là ổn định và không có kèm theo tổn thương cơ quan đích. Đa số bệnh nhân là bệnh nhân tăng huyết áp mãn tính trước đó, và thường là bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Thường là có thể không có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân có thể kèm theo một số triệu chứng như là đau đầu, khó thở, và có thể chúng ta có thể gặp là chảy máu mũi, là cũng hay gặp những cái thể này. Và thường là ở những trường hợp này bệnh nhân kèm theo ở trước đó hay có lo lắng hoặc có những cái căng thẳng trước đó như là mất ngủ hoặc có những cái stress. Và những bệnh nhân này thì về mặt điều trị là chúng ta chỉ cần dùng các thuốc hạ áp đường uống, và chúng ta có thể xử trí ngay tại phòng khám cấp cứu ban đầu và không cần phải nhập viện. Tuy nhiên là chúng ta cần phải theo dõi sát những trường hợp này. Đối với tăng huyết áp cấp cứu thì nó có thể có một số những cái thể như sau. Thì đây là theo ESC thì người ta phân ra các thể như thế này. Thì thứ nhất là tăng huyết áp ác tính. Gần đây chúng ta sẽ thấy rằng là người ta không còn dùng cái từ tăng huyết áp ác tính nữa. Tăng huyết áp ác tính này gặp mà chúng ta khi mà tôi bắt đầu học nội trú đấy thì hay gặp cái chẩn đoán là tăng huyết áp ác tính. Tại sao người ta dùng là tăng huyết áp ác tính? Vì đây là những trường hợp mà hồi đó là những trường hợp tăng huyết áp rất là nặng, và thường là bệnh nhân tiến triển cái tổn thương cơ quan đích rất là nhanh, đặc biệt là tổn thương đáy mắt, xuất huyết xuất tiết, phù vai thị. Và có những cái bệnh nhân là họ đến với mình vì đầu tiên đến với mình vì là tự nhiên bệnh nhân thấy mờ mắt và người ta đi khám mắt và phát hiện ra là có huyết áp rất là cao, là do bác sĩ mắt khám ra. Thì gần đây có vẻ cái thể mà tăng huyết áp ác tính là chúng ta sẽ ít gặp hơn rất là nhiều. Và cái tăng huyết áp ác tính này thì có thể kèm theo cái bệnh não do tăng huyết áp. Một cái thể mà chúng ta rất thường gặp thì người ta xếp gọi là tăng huyết áp nặng, là những cái bệnh lý mà nặng, tức là tăng huyết áp cơn rất là cao như thế, kèm theo những cái bệnh lý nặng mà bắt buộc chúng ta phải điều trị ngay huyết áp. Thì thường gặp đó là các cái bệnh não do tăng huyết áp, xuất huyết nội sọ, đột quỵ thiếu máu, nhồi máu cơ tim cấp, phù phổi cấp, tắc động mạch chủ, suy thận cấp, thì người ta xếp vào thể là tăng huyết áp nặng. Ngoài ra có một cái thể tăng huyết áp cơn mà chúng ta sẽ hiếm gặp hơn, đó là cơn tăng huyết áp đột ngột mà do pheochromocytoma, tức là gì ạ? U tủy thượng thận. Và những trường hợp này nó tiến triển có thể kèm theo tổn thương cơ quan đích thì nó xếp vào thể tăng huyết áp cấp cứu. Một thể nữa ở phụ nữ mang thai chúng ta có thể gặp đó là các trường hợp tăng huyết áp nặng, hoặc là tiền sản giật hoặc là sản giật, thì chúng ta sẽ gặp là có thể gặp cơn tăng huyết áp cấp cứu ở những bệnh nhân này. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là phần chẩn đoán. Thế thì có một số câu hỏi đặt ra. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực tế ra thì mặc dù là cái tỷ lệ tăng huyết áp của chúng ta khá cao, tức là nếu như ở Việt Nam theo cái điều tra năm 2008 thì tỷ lệ tăng huyết áp của Việt Nam là bao nhiêu ạ? 25,1%. Nhưng theo cái điều tra mới nhất là năm 2015 thì tỷ lệ tăng huyết áp ở người lớn ở Việt Nam, người lớn tức là từ 24 tuổi trở lên, là bao nhiêu các bạn có biết không ạ? Nó đã tăng lên là 47,3%. Tất nhiên là với cái phương pháp mình điều tra chọn mẫu thì nó cũng có thể có những cái sai số nhất định. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù chúng ta có rất là nhiều những cái chiến dịch để kiểm soát, những cái tỷ lệ tăng huyết áp nó vẫn tăng lên. Đặc biệt là trên thế giới thì nó cũng vẫn đang gia tăng, và đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên thực tế chúng ta sẽ thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp mà có cơn tăng huyết áp thì nó chỉ chiếm bao nhiêu ạ? Chỉ chiếm khoảng từ 1-2%, chứ không phải nhiều như là các bạn tưởng. Đấy. Như vậy thì
cái số bệnh nhân tăng huyết áp mà có cơn tăng huyết áp là chỉ có 1-2%. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tuy nhiên thì ở những cái phòng khám cấp cứu mà các bạn phải đối mặt, nếu các bạn nào trực ở các phòng khám cấp cứu, thì cái số bệnh nhân vào viện đến cấp cứu vì cái cơn tăng huyết áp cũng khá là thường gặp. Vậy thì trong số những bệnh nhân có cơn tăng huyết áp này thì tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu chiếm bao nhiêu trong số này? Với các tỷ lệ ở đây là 1/2, 1/3, 1/4 và 1/5, thì theo các bạn là cái tăng huyết áp cấp cứu đấy mà chúng ta phải xử lý cấp cứu, phải vào nhập viện thì nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Các bạn chọn cái A hay là B hay là C? Ai chọn A? Không ai chọn A. Ai chọn B ạ? Ai chọn C ạ? Có một số thì chọn C. Ai chọn D ạ? Có nhiều bạn hơn thì chọn là D. Không có bạn nào chọn là 1/2, 1/3. Tức là chúng ta đang loanh quanh giữa 1/4 và 1/5. Tức là 1/5 thì có vẻ nhiều hơn. Tức là chúng ta nghĩ rằng là cái tỷ lệ tăng huyết áp cấp cứu cũng ít gặp hơn là tăng huyết áp khẩn trương, đúng không ạ? Tiếp theo là trong các cái thể tăng huyết áp cấp cứu mà tôi vừa trình bày ở trên, thì cái thể nào mà chúng ta hay gặp nhất? A là nhồi máu não, B là xuất huyết não, C là phù phổi cấp, D là tách động mạch chủ. Cái nào chúng ta sẽ thấy là thường gặp nhất? A hay B hay C ạ? Ai chọn A? Có một số bạn. Ai chọn B ạ? B. C. Không ai chọn C. Có ai chọn D không ạ? Như vậy chúng ta thấy rằng là các bạn thì nghĩ rằng là trong hai thể là nhồi máu não hoặc xuất huyết não là chúng ta thường gặp hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xem là nhồi máu não hay là xuất huyết não. Chúng ta học cái bài chẩn đoán và xử trí tai biến mạch não rồi, đúng không ạ? Trong chương trình của mình là có, đúng không? Học rồi, đúng không ạ? Thế thì trong tai biến mạch não giữa nhồi máu não và xuất huyết não, cái gì hay gặp hơn? Nhồi máu não hay gặp hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt dịch tễ thì chúng ta sẽ thấy là trong số bệnh nhân có cơn tăng huyết áp thì tỷ lệ tăng huyết áp cấp cứu chỉ chiếm khoảng 24%, tức là chỉ chiếm khoảng 1/4. Còn đa số là tăng huyết áp khẩn trương chiếm 76%. Và trong các thể tăng huyết áp cấp cứu theo rất là nhiều dữ liệu của nhiều nghiên cứu thì hay gặp nhất là nhồi máu não. Bởi vì chúng ta thấy rằng là hai cái thể đấy thì chúng ta cũng khá thường gặp, nhưng mà rõ ràng là nhồi máu não hay gặp hơn rất là nhiều. Sau đó là mới đến phù phổi cấp. Và ở bệnh nhân xuất huyết não là ít gặp hơn, chỉ có 4,5%, tương đương với khoảng tách động mạch chủ. Và tiền sản dập thì chúng ta cũng có thể gặp, nhưng ít gặp nhất là khoảng 2%. Còn những cái cơn tăng huyết áp do phêocromocytome thì chúng ta cũng ít gặp hơn. Tại vì bản thân cái phêocromocytome là một trong những cái thể cũng khá là hiếm gặp. Và đặc điểm lúc nhập viện của hai thể này thì đây là một số những cái đặc điểm mà giúp các bạn khi mà chúng ta tiếp xúc bệnh nhân, chúng ta cũng có thể sơ bộ ban đầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái nghiên cứu, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái tăng huyết áp cấp cứu thì thường là tuổi cao hơn một chút so với những cái bệnh nhân là tăng huyết áp khẩn trương. Thứ hai, một cái điểm nữa mà ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp tâm thu thì nó có vẻ là ngang ngang nhau. Nhưng đặc điểm là trong cái tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là cái huyết áp tâm trương là cao hơn rõ rệt so với những trường hợp mà tăng huyết áp khẩn trương. Đấy là một số đặc điểm về tuổi, về con số huyết áp. Về một số triệu chứng lúc nhập viện thì chúng ta thấy rằng là đối với tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hay gặp nhất là nhồi máu não. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái triệu chứng thì chúng ta lại thấy rằng hay gặp nhất đó là đau ngực, rồi đến khó thở và dấu hiệu khẩn kinh thôi chú thì nó cũng chỉ gặp khoảng 21%. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là có thể ngay ban đầu ấy là có thể cái dấu hiệu thần kinh thôi chú của các cái tai biến mạch não có thể nó không phải là ngay lập tức là chúng ta đã có thể thấy ngay, mà các bạn có thể chúng ta phải khám kỹ lưỡng hơn để chúng ta phát hiện các dấu hiệu thần kinh thôi chú. Ngược lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tăng huyết áp khẩn trương thì chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp cấp cứu là cái đau đầu rất là ít, nhưng tăng huyết áp khẩn trương thì bệnh nhân lại có cái tỷ lệ đau đầu khá cao hơn.
và có hay gặp chảy máu mũi. Thì đấy là những cái một số những cái triệu chứng gợi ý mà để chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân. Tại vì lúc đầu vào là bao giờ gì chúng ta cũng chỉ thấy là có một cái huyết áp rất cao, thì dựa vào một số những triệu chứng này để chúng ta bắt đầu sơ bộ đi phân loại bệnh nhân. Như vậy đối với một bệnh nhân vào có cơn tăng huyết áp cấp cứu thì có hai vấn đề chúng ta sẽ phải làm, đó là phát hiện các cái yếu tố nguy cơ khởi phát cái cơn tăng huyết áp, và dấu hiệu rất là quan trọng đó là phát hiện xem có các dấu hiệu và triệu chứng của tổn thương cơ quan đích hay không, để giúp chúng ta phân loại là tăng huyết áp cấp cứu hay là tăng huyết áp khẩn trương. Thì trong đó cái việc hỏi tiền sử là rất là quan trọng, với cái việc là tiền sử tăng huyết áp có hay không, huyết áp gần đây của bệnh nhân là bao nhiêu, thuốc huyết áp đang dùng là cái gì, bệnh nhân có tuân thủ hay không, đặc biệt là bệnh nhân có đang dùng một số những cái thuốc mà làm cho cái việc kiểm soát huyết áp cũng như là cái gia tăng huyết áp nó sẽ tăng lên, ví dụ như dùng các cái corticoid, estrogen, hoặc là bệnh nhân có hút thuốc, uống rượu hoặc dùng các cái chất kích thích hoặc cocaine hay không, tiền sử gia đình. Đặc biệt là chúng ta chú ý là đối với phụ nữ thì chúng ta phải xem có đang mang thai hay không. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là so với trước đây thì hiện nay cái tuổi mang thai gì ạ? Đã có tăng lên rất là nhiều. Thậm chí là có những phụ nữ ở cái tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, người ta vẫn có nhu cầu mang thai và người ta có thể mang thai được. Cho nên chúng ta đừng chủ quan hỏi về cái việc mang thai hay không. Thì đôi khi là đối với phụ nữ là chúng các bạn rất là chú ý. Ví dụ trước đây là cái tuổi mang thai chúng ta là thấp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Thì hiện nay là cái tuổi mang thai nó cao hơn rất là nhiều. Nên là cái này là các bạn cũng nên chú ý. Nhất là chúng ta khi mà tiếp xúc ban đầu rồi chỉ định các xét nghiệm thì là chúng ta chú ý là rất là nhiều. Có những cái trường hợp là chúng ta không hỏi và bệnh nhân đang mang thai rồi chúng ta chỉ định chụp X quang đến lúc sau là có thể gây ra kiện cáo. Ngoài ra là chúng ta hỏi để tìm hiểu các cái dấu hiệu về tổn thương cơ quan đích, các cái tiền sử liên quan đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, vân vân. Các cái tiền sử về các cái bệnh lý về nội tiết như là suy giáp hoặc là hội chứng cơ sinh. Đương nhiên là chúng ta phải khám lâm sàng và đặc biệt chúng ta phải đo huyết áp rất là cẩn thận. Tôi nhấn mạnh là việc đo huyết áp cẩn thận bởi vì đôi khi cái việc đo huyết áp là đã loại ra được cho chúng ta những cái vấn đề về việc chẩn đoán. Có những bệnh nhân là khi mà mới đến một cái chúng ta đo có thể huyết áp 180, 200. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là chỉ cần để cho bệnh nhân ngồi nghỉ khoảng 15 phút thì chúng ta đo lại huyết áp nó đã xuống ngay 160. Cho nên cái việc đo huyết áp cẩn thận, đúng quy trình và đặc biệt là đo huyết áp ở hai tay là rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi là chúng ta có những cái bệnh trường hợp là bệnh nhân vào thì đo huyết áp là đo đúng cái tay mà bệnh nhân bị tắc mạch. Thế là hốt hoảng chạy ra báo cáo là bệnh nhân tụt áp, nhưng thực ra là huyết áp của bệnh nhân bình thường. Thế cho nên là chúng ta rất là chú ý là nếu chúng ta không đo được hai tay thì bao giờ chúng ta cũng phải bắt mạch để xem cái mạch hai tay có đều hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta phải đánh giá các cái tổn thương cơ quan đích, bao gồm có tổn thương não, thần kinh, các cái về chi giác, dấu hiệu thần kinh khu trú, soi đáy mắt là cái mà không thể thiếu được khi mà chúng ta làm ở các đơn vị cấp cứu ban đầu, khám cổ, đặc biệt là tuyến giáp hoặc là các tiếng thổi động mạch cảnh. Thì đôi khi là chúng ta khi mà chúng ta khám ấy, thì nhất là mùa đông là nhiều khi bệnh nhân mặc áo cao cổ hay là quấn khăn ở cổ là nhiều khi chúng ta cũng bỏ sót những cái bệnh lý về tuyến giáp, những cái giai đoạn cường giáp chẳng hạn, thì chúng ta rất là lưu ý khám tim mạch, khám phổi xem có dấu hiệu của suy tim trái hay không, rồi khám thận xem có tiếng thổi hoặc khối ở bụng hay không. Thì đây là những cái dấu hiệu mà lâm sàng khi tiếp cận chúng ta cần phải chú ý. Và đây là những cái xét nghiệm ban đầu mà được khuyến cáo khi mà chúng ta tiếp cận một bệnh nhân nghi ngờ có tăng huyết áp cấp cứu. Thì đây là những cái xét nghiệm thông dụng cho tất cả các nguyên nhân, đó là soi đáy mắt là bao giờ chúng ta cũng phải làm, điện tâm đồ 12 chuyển đạo giúp chúng ta xem có các cái hội chứng thành cấp hay không, xét nghiệm về công thức máu, rồi tiểu cầu, fibrinogen, xét nghiệm về chức năng thận, điện giải đồ, rồi các cái xét nghiệm về nước tiểu và đặc biệt là thử thai ở cái bệnh nhân ở độ tuổi sinh đẻ. Các cái xét nghiệm đặc hiệu thì theo các cái chỉ định, thì tùy theo mà chúng ta nghi ngờ những cái trường hợp nghi ngờ tổn thương cơ quan đích thì chúng ta có các cái chỉ định, các cái xét nghiệm đặc hiệu bao gồm các cái xét nghiệm về marker về tim, X quang tim phổi, siêu âm tim, chụp cắt lớp nếu chúng ta nghi ngờ,
tắc động mạch chủ hoặc là bệnh động mạch đánh cấp, hoặc là chụp cắt lớp sọ não, hoặc là MRI sọ não, hoặc là siêu âm thận, hoặc khi mà chúng ta nghi ngờ có bệnh lý động mạch thận, hoặc là chúng ta sàng lọc các cái thuốc. Thì cái này thì ở những cái đơn vị cấp cứu chúng ta cũng có thể đánh giá về thuốc nếu chúng ta nghi ngờ có bệnh nhân có sử dụng các cái chất kích thích. Thì đấy là về mặt chẩn đoán, thì chắc là các bạn cũng khá quen với cái việc chẩn đoán. Chúng ta sang một cái phần rất là quan trọng, đó là phần điều trị. Thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu bằng một số câu hỏi. Thứ nhất, đó là thuốc được chỉ định ưu tiên trong điều trị cơn tăng huyết áp. Đây là mục tiêu, là điều trị cơn tăng huyết áp. Ở bệnh nhân mà có cơn tăng huyết áp có kèm phù phổi cấp thì chúng ta sẽ ưu tiên gì trong bốn cái thuốc sau đây? Thứ nhất là lợi tiểu, thứ hai là nicardipine, thứ ba là nitroglycerin, và D là labetalol. Tức là thuốc gì ạ? Labetalol là thuốc gì ạ? Trẻ alpha và beta giao cảm. Chúng ta lựa chọn thuốc gì ưu tiên trong số bốn thuốc này ạ? Ai chọn A không ạ? Không ai chọn A ạ. Ai chọn B không ạ? Bạn nào chọn B không ạ? Có hai bạn chọn B là dùng nicardipine. Bạn nào chọn C ạ? Vâng, khá nhiều bạn chọn C. Bạn nào chọn D không ạ? Vâng. Thế thì tí nữa chúng ta cũng sẽ xem lại, và để chúng ta xem lại trong mỗi một cái tình huống khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc gì. Câu hỏi tiếp theo là thuốc nào không ưu tiên lựa chọn trong điều trị cơn tăng huyết áp ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp? A. Thuốc nào trong bốn thuốc này? Furosemide, nicardipine, nitroglycerin và labetalol. Thuốc nào chúng ta không lựa chọn ưu tiên? Ai chọn A không ạ? Không lựa chọn ưu tiên đấy. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có 13 bạn chọn phương án A. Bạn nào chọn B ạ? Hội chứng vành cấp nhá. B. Nhiều hơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhiều hơn. Ai chọn C ạ? Không ai chọn. Có một bạn chọn C. Bạn nào chọn D không ạ? Như vậy thì có hai cái mà được lựa chọn nhiều, đó là furosemide và nicardipine. Các bạn lưỡng lự trong hai cái này. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ xem nhá. Vậy thì đối với điều trị tăng huyết áp cấp cứu, tăng huyết áp cấp cứu là những tăng huyết áp mà có kèm tổn thương cơ quan đích, thì về mặt nguyên lý đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn một liệu pháp tối ưu. Bao gồm, tối ưu đây bao gồm hai vấn đề, đó là lựa chọn thuốc là thuốc gì, và thứ hai là huyết áp mục tiêu của chúng ta là bao nhiêu. Đấy là hai cái điều mà trước khi chúng ta quyết định điều trị chúng ta phải xác định được. Và cái việc lựa chọn thuốc và huyết áp mục tiêu này sẽ tùy theo từng thể tăng huyết áp cấp cứu, tí nữa chúng ta sẽ xem. Nhưng một cái nguyên lý quan trọng đó là gì? Chúng ta không hạ huyết áp quá nhanh và quá thấp, do có thể làm nặng thêm tình trạng thiếu máu cơ quan đích. Thì cái đấy là một cái mà chúng ta cũng sẽ, tí nữa chúng ta sẽ xem xét xem việc quá nhanh và quá thấp là như thế nào. Và với cái nguyên lý chung đó là đa số bệnh nhân thì huyết áp trung bình chúng ta sẽ hạ trong giờ đầu là từ 10 đến 20%, hạ thêm 5 đến 15% trong 23 giờ tiếp theo, tức là trong 24 giờ đầu. Và chỉ ngoại trừ một số trường hợp, thì tí nữa một số trường hợp chúng ta sẽ xem. Và huyết áp trung bình ở đây, để tôi nhắc lại một chút, huyết áp trung bình chúng ta được tính bằng huyết áp tâm trương cộng 1/3 của huyết áp mạch. Tức là huyết áp mạch là huyết áp tâm thu trừ huyết áp tâm trương. Như vậy thì cái huyết áp trung bình của chúng ta là trung bình khoảng từ 70 đến 95 mm thủy ngân. Đấy. Thì đây là tôi nhắc lại một chút, thì có thể lâu lâu là chúng ta cũng không biết là cái huyết áp trung bình nó là cái huyết áp gì.
Nhiều khi huyết áp trung bình tưởng là trung bình của huyết áp tâm thu cộng huyết áp tâm trương chia đôi ra. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé, tôi nhắc lại. Vậy thì cái huyết áp mục tiêu trong những trường hợp này là như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải huyết áp mục tiêu. Vậy thì huyết áp mục tiêu là như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây, các bệnh nhân có chỉ định bắt buộc. Bắt buộc bao gồm có bệnh nhân gì? Thứ nhất là có bệnh nhân tắc động mạch chủ. Thứ hai là bệnh nhân tiền sản giật hoặc là sản giật. Và thứ ba là bệnh nhân cơn tăng huyết áp do pheochromocytoma mà có tổn thương cơ quan đích. Thì huyết áp chúng ta cần hạ xuống trong ngay trong giờ đầu là phải xuống dưới 140 mmHg thủy ngân. Và đối riêng đối với lóc tách động mạch chủ thì trong giờ đầu chúng ta phải hạ xuống dưới 120 mmHg thủy ngân. Thì đây là những trường hợp bắt buộc mà chúng ta phải hạ nhanh và hạ sớm. Còn những bệnh nhân khác còn lại không có chỉ định bắt buộc thì huyết áp tâm thu chúng ta sẽ giảm không quá 25% trong giờ đầu. Sau đó nếu bệnh nhân ổn định thì chúng ta sẽ giảm xuống 160 đến 100 mmHg thủy ngân trong vòng 2 đến 6 giờ tiếp theo. Và sau đó thận trọng giảm về bình thường. Chúng ta có cái từ thận trọng giảm về bình thường trong thời gian tiếp theo, tức là 24 đến 48 giờ. Và cái này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đặc biệt là trong các cái trường hợp là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì chúng ta cũng đã có một cái bài riêng là trong các cái chỉ định hạ áp trong những giờ đầu ở những cái bệnh nhân này. Như vậy thì đây là về cái đích huyết áp mà chúng ta cần phải chú ý. Chỉ trong một số những cái trường hợp bắt buộc là chúng ta phải hạ nhanh thôi. Còn trong những trường hợp khác là chúng ta sẽ hạ từ từ theo cái nguyên lý mà chúng ta đã thấy ở đây. Về lựa chọn thuốc điều trị thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tất cả những cái trường hợp cơn tăng huyết áp cấp cứu thì một trong những cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta hạ huyết áp nhưng làm sao hạ an toàn để không làm tổn thương nặng hơn cơ quan đích. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy rằng là giữa cái vùng mà tổn thương, ví dụ trong nhồi máu não thì bên cạnh cái vùng não đã bị nhồi máu thì có cái vùng xám, tức là vùng cạnh đấy là chúng ta cần phải bảo vệ. Nếu chúng ta hạ thấp quá thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vùng mà bệnh não nó còn sống nó, nếu chúng ta hạ thấp cá thì cái tưới máu nó sẽ giảm đi và sẽ làm cái tiến triển xấu hơn cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà trong những trường hợp này thì chúng ta phải hạ có tác dụng nhanh, đạt hiệu quả nhanh, nhưng mà lại phải hết tác dụng nhanh. Tại sao phải hết tác dụng nhanh? Để chúng ta chỉnh liều được nhanh, tức là khi mà nó đạt đích rồi là chúng ta phải giảm liều đi hoặc chúng ta ngừng, chứ không để hạ thấp quá. Do vậy mà phải dễ dàng chỉnh liều. Vì vậy mà ưu tiên là các thuốc đường tĩnh mạch. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả các khuyến cáo đều thấy rằng là trong trường hợp tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta phải dùng thuốc đường tĩnh mạch mà không dùng thuốc đường uống. Bởi vì đường uống là chúng ta không có chỉnh được liều. Đấy, bệnh nhân uống vào rồi không có lôi ra lại được. Và tất cả các cái guideline thì đây chúng ta đều cũng thấy rằng là bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu thì cần phải nhập viện để theo dõi huyết áp, đánh giá tổn thương cơ quan đích và truyền thuốc tĩnh mạch để điều trị giảm huyết áp một cách phù hợp. Vậy thì cái huyết áp đường tĩnh mạch tối ưu là cái đường huyết áp gì? Thứ nhất là hạ tối ưu, đó là làm hạ huyết áp mà không làm giảm lưu lượng máu tới các cơ quan đích. Đây là một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta giảm huyết áp nhưng mà không được giảm cái lưu lượng máu đối với cơ quan đích. Vì vậy mà các thuốc giãn mạch sẽ được là lựa chọn ưu tiên hàng đầu vì chúng duy trì được dòng máu tới cơ quan đích. Đấy. Và tránh giảm tưới máu mà còn có khuynh hướng làm tăng cung lượng tim và do đó tăng tưới máu ở các cơ quan đích. Đấy. Thì chúng ta chú ý là ở đây những cái nguyên lý chính để dẫn đến chúng ta lựa chọn những cái thuốc tiếp theo. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm thuốc mà được ưu tiên ở trong cách tăng huyết áp cấp cứu, đó là các thuốc giãn mạch. Trong các thuốc giãn mạch này thì chúng ta sẽ thấy là hiện nay trên thị trường chúng ta sẽ có là nitazoxanide và nitroglycerine. Và hai cái thứ thuốc này vừa là hiện nay sẵn có trên thị trường và vừa là nó khá an toàn trong tất cả các cái thể bệnh của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng là hydralazine thì trước đây là chúng ta cũng được chỉ định điều trị các cái cơn tăng huyết áp. Đặc biệt là hydralazine còn được chỉ định trong đặc biệt là ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên là với những cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy rằng là hydralazine khi sử dụng nó có nhiều tác dụng phụ, cho nên hiện nay thì mặc dù là
ở chúng ta thì cũng không có trên thị trường, nhưng các khuyến cáo thì người ta cũng không ưu tiên sử dụng hydralazine nữa. Thì tôi chỉ muốn nhắc lại về cái vai trò của hydralazine. Bên cạnh đó thì các cái thuốc chèn alpha và beta giao cảm cũng là những cái thuốc được lựa chọn. Như vậy chúng ta thấy sẽ có hai loại thuốc mà được lựa chọn, đó là các thuốc giãn mạch và các thuốc ức chế adrenergic. Mà trong đó thì hiện nay trên thị trường chúng ta chỉ có hai cái đường tĩnh mạch mà hay dùng, đó là nicatipin và nitroglycerin. Cụ thể thì những cái khuyến cáo về các cái nhóm thuốc này, về thuốc, về liều lượng và khuyến cáo trong các cái chỉ định điều trị thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là đối với nicatipin thì đôi khi là tôi qua cái quá trình mà đi theo dõi đi cùng với các bạn thì đôi khi là các bạn nhiều khi là không chú ý đến cái việc là chỉ định của thuốc, mà đôi khi là hay có cái chuyện là cứ truyền miệng nhau. Ví dụ bệnh nhân vào viện xong cái này bảo cho nicap đi, thế là mình chỉ hỏi là thế bây giờ pha thế nào, truyền thế nào, xong là mình cứ thế là mình đặt truyền mà mình không có cần xem xét là thuốc này thì cần phải cho liều ra làm sao, như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là gì, cái đáp ứng của thuốc nó sẽ rất là khác nhau từ người bệnh, đáp ứng về tác dụng hiệu quả cũng như đáp ứng về tác dụng phụ. Cho nên là tôi muốn nhấn mạnh lại là tất cả các bạn khi mà chúng ta đã chỉ định thuốc, bao giờ thứ nhất là chúng ta cũng phải đọc lại về thuốc, thứ hai là chúng ta phải đọc kỹ lại về các khuyến cáo về liều điều trị, cách tăng liều ra làm sao. Đấy, thì ở đây chúng ta xem lại, chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc sử dụng các thuốc này, cái khuyến cáo mới này nó có các cái bước tăng liều nó cũng hơi khác so với trước một chút. Thì chúng ta sẽ thấy là liều khởi đầu là 5mg trong 1 giờ. Sau đó chúng ta sẽ cứ tăng mỗi 2,5mg trong 1 giờ. Mỗi 5 phút chúng ta tăng một lần. Và liều tối đa có thể được là 15mg trong 1 giờ. Như vậy thì rõ ràng là khi mà các bác sĩ mà ra y lệnh thì chúng ta phải gì? Thứ nhất là chúng ta không phải được giao một cái xong rồi cho điều dưỡng cứ thế là truyền, mà chúng ta phải đứng ở đấy để chúng ta theo dõi huyết áp của bệnh nhân. Bao giờ được một cái huyết áp ổn định, duy trì được cái huyết áp ổn định, một cái liều ổn định rồi chúng ta mới hãy chạy đi chỗ khác. Thì tôi thấy có tình trạng là tất cả các thuốc là các bạn cứ hay cho một cái liều thế, không cần theo dõi gì cả. Đấy thì chúng ta rất là chú ý. Thì cái cho thuốc và tăng liều thì giữa hai cái khuyến cáo của ESC với ACC nó cũng hơi khác nhau một chút. Thì đây là một cái khuyến cáo mà Hội Tim Mạch Việt Nam cũng thống nhất áp dụng và theo cái khuyến cáo của ACC 2017. Chúng ta thấy rằng là ở đây thì nicatipin có cái chỉ định khá là rộng và nó chỉ có chống chỉ định trong các cái trường hợp mà có hẹp van động mạch chủ tiến triển mà thôi. Còn chúng ta sẽ thấy rằng là cái chỉ định của nicatipin là khá rộng rãi trong các trường hợp. Cái thuốc thứ hai mà chúng ta có đó là nitroglycerin. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là liều khởi đầu cũng là 5mg trong 1 phút. Đấy thì đây là trong 1 giờ trong 1 phút. Và tăng dần mỗi 5mg trong 1 phút. Và mỗi 3 đến 5 phút chúng ta tăng một lần. Và có thể đến liều tối đa là 20mg cho 1 phút. Và chỉ định ở đây thì chúng ta thấy là chỉ định dùng ở những bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp và hoặc có phục hồi cấp, và không dùng cho những bệnh nhân có giảm thể tích. Tại sao chúng ta lại không dùng nitroglycerin cho bệnh nhân có giảm thể tích? Là vì sao ạ? Là vì sao ạ? Vì sao? Nào, Huy thử nói xem nào. Tại sao lại chống chỉ định ở bệnh nhân có giảm thể tích? Nitroglycerin thì nó không làm giảm thể tích đúng không? Thế tại sao lại chống chỉ định? Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ thấy là ở những cái bệnh nhân mà đã có giảm thể tích, tức là tiền gánh nó đã giảm rồi, thế nếu chúng ta cho nitroglycerin thì càng làm giảm tiền gánh và sẽ làm sao ạ? Làm giảm cái cung lượng tim. Đấy, cho nên chúng ta cần chú ý. Đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là hydralazine thì trước đây chúng ta cũng được sử dụng khá nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là
cái tác dụng hạ áp của hydralazine ở đây thì thường là không dự đoán được, và tác dụng của nó khá kéo dài, cho nên là chúng ta sẽ là khó cái điều chỉnh liều. Thế chính vì vậy mà hydralazine hiện nay thì các cái guideline là người ta không ưu tiên sử dụng hydralazine. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái thuốc trẻ beta giao cảm chọn lọc beta 1 là esmolol, hoặc là trẻ beta phối hợp với alpha là labetalol thì cũng được chỉ định ở những cái bệnh nhân tăng huyết áp cấp cứu, đặc biệt là những cái trường hợp mà chúng ta như là trong tách động mạch chủ là chúng ta cần phải kiểm soát cái hệ giao cảm rất là sớm thì hai thuốc này là có chỉ định. Tuy nhiên là nó cũng có những cái chống chỉ định như là những cái trẻ beta giao cảm, ví dụ như những trường hợp bệnh nhân có suy tim mất bù, hoặc là những bệnh nhân có nhịp chậm, hoặc là block nhĩ thất, hoặc là những bệnh nhân có bệnh phổi mãn tính tiến triển, thì đấy là những cái trường hợp mà chống chỉ định chung của các cái thuốc trẻ beta giao cảm. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo những cái thuốc khác, vì tôi không nói kỹ vì hiện trên thị trường chúng ta cũng không có những cái thuốc này. Vậy thì chúng ta đi vào một cái số những cái tình huống mà ưu tiên, mục tiêu riêng và những cái thuốc lựa chọn riêng thì như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với bệnh nhân có tắc động mạch chủ thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là gì, thứ nhất là về cái huyết áp mục tiêu là chúng ta cần phải hạ nhanh xuống dưới 120 mét thủy ngân, và đặc biệt là có thể phải đạt được trong vòng 20 phút. Và như vậy cái thuốc mà ưu tiên đó là các thuốc trẻ beta giao cảm hoặc là trẻ alpha và beta giao cảm đường tĩnh mạch. Trong trường hợp mà chúng ta không có, hiện nay chúng ta không có các cái thuốc đường tĩnh mạch thì chúng ta có cái thể sử dụng các cái thuốc mà ưu tiên đó là nicardipine là chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là nicardipine nó có thể có tác dụng phụ làm tăng nhịp tim. Vì vậy mà tất cả những cái bệnh nhân này khi chúng ta cho nicardipine thì bao giờ chúng ta cũng phải cho trẻ beta giao cảm trước. Thì trong trường hợp chúng ta không có đường tĩnh mạch thì chúng ta sẽ cho trẻ beta giao cảm đường uống. Và trong những trường hợp này chúng ta nên cho những cái thuốc tác dụng nhanh, trẻ beta giao cảm tác dụng nhanh. Ví dụ chúng ta hiện nay chúng ta có betaloc thì lúc đó chúng ta nên dùng betaloc thường, chứ chúng ta không nên dùng betaloc dốc, vì betaloc dốc là nó có tác dụng rất là chậm hơn. Hoặc là chúng ta cho con co là có thể phù hợp trong những trường hợp này. Và trong từng bài riêng thì chúng ta cũng thấy rồi, đặc điểm trong cái tách động mạch chủ thì chúng ta phải cho trẻ beta để làm giảm cái hệ giao cảm, vì trong trường hợp này nó thường có hoạt hóa cái hệ giao cảm. Và mục tiêu làm sao cho cái nhịp tim của chúng ta xuống 60 chu kỳ một phút. Vậy cái mục tiêu này là mục tiêu để chúng ta xem rằng là cái thuốc chạy beta chúng ta đã kiểm soát được hệ giao cảm hay chưa. Không phải là có một số bạn là khi đi với tôi thì thấy rằng là cho chạy beta không được thì cho thêm là propolang để cho nó chậm cái nhịp tim đi, thì như vậy là không phải. Bởi vì ở đây mục tiêu của chúng ta là gì, phải cho cái chạy beta để nó khống chế cái hệ giao cảm đấy. Thì trong trường hợp này nếu mà chúng ta cho 50mg chưa đạt được thì chúng ta có thể cho 100, thậm chí 150-200 metoprolol nhá. Chứ không phải là lúc đó là chưa đạt được tần số nên là chúng ta bổ sung thêm procolan, thì không phải nhá. Thì chúng ta chú ý trong những trường hợp này. Trong trường hợp phù phổi cấp thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta là nitroglycerin đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất nhiên các cái thứ tự ở đây thì nó theo phần ABC chứ không phải thứ tự ưu tiên nhé. Thì tôi nhắc lại một chút, không có thì các bạn có thể khi chúng ta đọc chúng ta có thể lại không rõ lắm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nitroglycerin trong trường hợp phù phổi cấp sẽ là cái ưu tiên số 1 đối với chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong mỗi trường hợp là chúng ta nên chú ý những cái chỉ định ưu tiên. Và lúc này thì trẻ beta là chúng ta nên chú ý là chống chỉ định trong trường hợp có phù phổi cấp, vì đây là trong trường hợp gì ạ, thường là bệnh nhân có suy tim. Thế cho nên là trẻ beta lúc này mà chúng ta cho thì làm sao ạ, sẽ làm tăng cái nguy cơ suy tim nặng hơn cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp hội chứng vành cấp thì các cái thuốc mà chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn bao gồm có cả các cái chẹn beta hoặc alpha giao cảm, các thuốc chẹn kinh canxi là nicardipine và nitroglycerin. Như vậy lúc nãy có bạn giơ tay là
không ưu tiên như các dipin thì là không đúng. Mà trong trường hợp này chúng ta không, chúng ta sẽ thấy là trong các trường hợp này thì lợi tiểu không có chỉ định ưu tiên trong các trường hợp này, chúng ta sẽ thấy. Cho nên chỉ trong một số trường hợp nếu có ứ dịch thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc cho thêm lợi tiểu. Vậy trong trường hợp hội chứng vành cấp thì cái tình huống lúc nãy là cái gì ạ? Không ưu tiên là lợi tiểu chứ không phải là nicardipin. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là tất nhiên là trong một số trường hợp thì chúng ta có những cái chỉ định, chống chỉ định nhất định ở đây, thì đối với từng thuốc bao giờ chúng ta cũng bao giờ cũng phải xem xét các cái chống chỉ định ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là mặc dù ở Việt Nam thì chúng ta không có nhiều thuốc, tuy nhiên là với hai thứ thuốc là nicardipin và nitroglycerin thì chúng ta cũng có thể bao trùm được các cái thể khác nhau. Còn trong trường hợp mà sản giật, tiền sản giật thì chúng ta cũng thấy rằng là nicardipin vẫn là có cái hữu ích cho chúng ta. Còn lại hydralazine thì như tôi đã nói là chúng ta không ưu tiên trong các cái, những cái nghiên cứu gần đây. Còn trong những trường hợp khác thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như ở đây nếu các bạn làm ở các bệnh viện tỉnh thì chúng ta cũng sẽ dễ gặp được những cái hội chẩn khi mà bệnh nhân có cái cơn tăng huyết áp trước phẫu thuật hoặc là trong khi phẫu thuật, thì lúc đó chúng ta có thể cho chỉ định các thuốc như là nicardipin là chúng ta cũng có thể cho sử dụng trong những trường hợp này, truyền tĩnh mạch nếu mà chúng ta được hội chẩn. Còn những cái trường hợp mà có pheochromocytome mà có tăng quá mức thì chúng ta cũng có thể cho nicardipin hoặc phentolamine. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy, chúng ta thấy rằng là điểm lại thì mặc dù chúng ta không có nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng là nicardipin là có chỉ định trong hầu hết các cái trường hợp của chúng ta mà chúng ta có thể sử dụng được. Thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh lại hai cái thứ thuốc mà chúng ta hiện có trên thị trường, đó là nicardipin. Thì về liều khởi đầu, về các tác dụng phụ chúng ta cần chú ý, nó có thể gây tăng tần số tim. Tất nhiên là cái nhóm chẹn kênh canxi này thì tuy là về cơ bản là tác dụng của nó cũng là khá trung tính đối với tim, tuy nhiên nó vẫn có thể làm gia tăng một chút suy tim và nó có thể gây tác dụng phụ như là đau đầu, buồn nôn. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta khởi trị cho bệnh nhân thì bao giờ chúng ta cũng theo dõi sát và để làm sao mà đạt được cái hiệu quả nhưng mà không có tác dụng phụ cho bệnh nhân. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là đối với nicardipin là chúng ta có thể chỉ định hữu hiệu đối với hầu hết các trường hợp tăng huyết áp, chỉ không dùng trong có suy tim cấp mà thôi. Và chúng ta có thể hạn chế được tác dụng phụ cái tăng nhịp cơ nhanh phản xạ bằng cách dùng chẹn beta giao cản. Và đặc biệt đối với tắc động mạch chủ thì bao giờ chúng ta cũng phải cho chẹn beta giao cản trước những cái thuốc này. Thì chúng ta sẽ phải song song đồng thời là vừa cho bệnh nhân uống vừa truyền nhé. Thì chúng ta chú ý. Đối với nitroglycerin là một cái thuốc đầu tay của chúng ta thì đây cũng là liều khởi đầu, tác dụng phụ thì chúng ta cũng có thể gặp bởi vì nó giãn mạch, cho nên chúng ta có thể gặp là đau đầu hoặc là tụt huyết áp hoặc buồn nôn với cơ chế là giãn tĩnh mạch, giãn nhẹ tiểu động mạch khi dùng liều cao. Cho nên chính vì cái giãn tĩnh mạch này mà nó sẽ làm gì ạ? Giảm cái tiền gánh. Đấy, thì chúng ta chú ý. Và chúng ta sẽ chỉ định ưu tiên trong hội chứng vành cấp hoặc là có phù phổi cấp và chống chỉ định trong các trường hợp có giảm thể tích tuần hoàn, thì chúng ta chú ý. Tôi nhắc lại một lần nữa. Đối với cái thể đặc biệt đó là xuất huyết não hoặc là đột quỵ nhồi máu não thì chúng ta có một cái bài riêng rồi, tuy nhiên tôi cũng vẫn nhấn mạnh lại là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với xuất huyết não thì trong 6 giờ đầu là chúng ta sẽ chỉ hạ áp khi mà huyết áp trên 220 và giảm khi mà đến dưới 180 với việc theo dõi sát cái huyết áp. Tức là trong cái 6 giờ đầu là chúng ta cũng không hạ quá thấp trừ trường hợp là huyết áp quá cao. Thế và chúng ta sẽ hạ từ trong cái nếu mà bệnh nhân có số huyết áp từ 150 đến 220 thì người ta thấy rằng trong 6 giờ đầu là cần tránh hạ xuống dưới 140 vì không có lợi mà thậm chí có hại. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong 6 giờ đầu là nếu huyết áp không quá cao trên 220 thì chúng ta cũng không có chỉ định hạ áp mặc dù là xuất huyết não. Thì đây là một cái khuyến cáo rất là mới mà tôi nghĩ chắc là cái bài này các bạn cũng sẽ được nhấn mạnh rất là rõ.
Còn đối với đột quỵ nhồi máu não thì trong 72 giờ đầu thì chúng ta sẽ thấy là cũng không dùng hạ huyết áp, trừ khi là huyết áp từ 220 trên 120 trở lên. Hoặc là bệnh nhân có tái thông, thì khi mà có tái thông thì chúng ta sẽ duy trì huyết áp là dưới 185 trên 110 mmHg trước khi tiêu sợi huyết, và dưới 180 đến 155 trong 24 giờ sau tiêu sợi huyết. Đấy thì chúng ta cũng chỉ hạ ở một cái mức vừa phải, chứ không phải là hạ thấp quá. Và trong trường hợp mà huyết áp trên 220 thì chúng ta cũng chỉ hạ 15% trong 24 giờ đầu theo như khuyến cáo chung. Và nếu huyết áp mà không có cái, chúng ta không có chỉ định tiêu huyết khối, thì chúng ta sẽ chỉ khởi trị lại trong cái đợt nằm viện mà và căn cứ vào thứ nhất là tình trạng thần kinh của bệnh nhân, tức là cái chi giác của bệnh nhân, rồi cái phạm vi tổn thương não của bệnh nhân, mà chúng ta sẽ cân nhắc cái việc khởi trị lại cho bệnh nhân trong đợt nằm viện, hoặc là khi bệnh nhân ra viện thì chúng ta khởi trị lại. Thì cái bài này sẽ có một cái bài dị dương mà các bạn sẽ có một cái kỹ hơn. Tôi sang một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ gặp thường xuyên, đó là tăng huyết áp khẩn trương. Vậy thì trong huyết áp khẩn trương, như chúng ta thấy là bệnh nhân có cơn tăng huyết áp mà không có tổn thương cơ quan đích, thì chúng ta làm gì? Thì huyết áp chúng ta nên được giảm dần trong vòng 24 đến 48 giờ. Và chúng ta cũng không có chỉ định hạ quá nhanh vì có thể gây thêm tổn thương cơ quan đích. Có thể người ta đến với chúng ta thì chưa có tổn thương cơ quan đích, nhưng chính chúng ta hạ quá nhanh, quá thấp và làm tổn thương cơ quan đích cho bệnh nhân. Cho nên một trong những cái mà tôi vẫn tâm niệm đó là gì? Chúng ta làm gì thì làm, đừng làm xấu hơn cho bệnh nhân. Tức là không làm tốt hơn thì đừng làm xấu hơn. Thì đấy là một cái mà chúng ta bao giờ cũng phải lưu ý. Và trong trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng các huyết áp hạ áp đường uống. Chúng ta có thể quay lại liều cũ hoặc tăng liều hoặc phối hợp thuốc. Thì đa số những cái bệnh nhân này là những cái bệnh nhân họ không tuân trị, hoặc là họ bỏ trị, hoặc là họ có thêm những cái yếu tố khác. Ví dụ ở hôm trước có một cái stress vì có những cái việc gia đình, hoặc bệnh nhân có căng thẳng, mất ngủ, hoặc là một số bệnh nhân thì đặc biệt là người già, chúng ta sẽ thấy rằng là trời lạnh quá thì nó gây co mạch và huyết áp cũng có thể vọt lên. Hoặc là có những người thì nóng quá, huyết áp lại tăng vọt lên. Và những bệnh nhân này thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú, tuy nhiên là các bạn phải theo dõi sát. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là trong những cái thuốc là amlodipine, captopril, felodipine hoặc là furosemide, bốn thuốc này, thì thuốc nào không ưu tiên lựa chọn trong điều trị cơn tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp khẩn trương, tức là bệnh nhân không có tổn thương cơ quan đích, thì chúng ta chọn cái thuốc nào mà không ưu tiên ở đây? Thuốc không ưu tiên thì thuốc còn lại là ưu tiên đúng không ạ? Thuốc nào thì các bạn nghĩ là không ưu tiên ạ? A hay B hay C hay D ạ? Ai chọn A không ạ? Không ai chọn A. Ai chọn B ạ? Ai chọn C ạ? D ạ? Cả lớp chọn D. Vì là chúng ta sẽ thấy rằng là tí nữa chúng ta sẽ có một số điểm mà tôi trong cái bài hôm nay thì tôi cũng sẽ muốn nhấn mạnh một chút. Thì đối với các cái thuốc hạ áp đường uống thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những cái thuốc mà chúng ta có thể lựa chọn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với ức chế men chuyển, nếu như trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp thì ức chế men chuyển là một trong những cái lựa chọn hàng đầu, đúng không ạ? Nhưng mà ức chế men chuyển khi mà điều trị bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta sẽ phải có mấy cái tiêu chí là gì ạ? Là những cái ức chế men chuyển có tác dụng gì ạ? Nếu mà bình thường, các bệnh nhân tăng huyết áp bình thường thì chúng ta sẽ ưu tiên gì ạ? Loại gì ạ? Có phải là bất kỳ loại gì chúng ta cũng có thể sử dụng hay không? Ức chế men chuyển chúng ta nên sử dụng loại gì ạ? Nó sẽ rất là khác nhau. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong điều trị thông thường thì chúng ta nên ưu tiên những loại thuốc ức chế men chuyển mà có tác dụng kéo dài. Bởi vì làm sao cho bệnh nhân chỉ cần phải uống một lần một ngày mà tác dụng có thể kéo dài đến ngày hôm sau. Và nếu bệnh nhân có thể chậm uống thuốc 1-2 giờ, nó cũng không ảnh hưởng đến thuốc huyết áp của bệnh nhân. Vì vậy những cái thuốc mà hiện nay có tác dụng kéo dài mà được chứng minh đó là gì ạ?
lysinoprene. Thứ hai là gì ạ? Pyridoprine. Đấy là những cái thuốc mà nó có tác dụng kéo dài. À, trong đó thì captopril là một trong những cái thuốc ức chế men chuyển được sử dụng đầu tiên, có cái tuổi đời cao nhất. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy captopril là một cái thứ thuốc mà nó có tác dụng khá nhanh, nhưng mà cái tác dụng của nó lại là ngắn nhất trong số các ức chế men chuyển. Và captopril thì thường tác dụng của nó là chỉ khoảng 12 tiếng, trong vòng 12 tiếng. Cho nên nếu như các bạn chỉ định captopril để điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp thông thường thì bao giờ chúng ta cũng phải uống 2 lần trong một ngày, mà không thể dùng một lần như các thuốc khác. Tuy nhiên trong trường hợp mà tăng huyết áp khẩn trương thì chúng ta sẽ thấy rằng là captopril được ưu tiên lựa chọn, bởi vì captopril có tác dụng nhanh và có tác dụng ngắn, cho nên chúng ta sẽ chỉnh liều được dễ dàng hơn. Vì vậy chúng ta sẽ thấy ở đây captopril được là một trong những cái thuốc chỉ định trong nhóm ức chế men chuyển trong điều trị tăng huyết áp khẩn trương. Ngoài ra những cái thuốc chặn kênh canxi như amlodipine cũng là một thuốc được ưu tiên, bởi vì nó có tác dụng cũng khá sớm, chỉ trong vòng khoảng 30 phút, và tác dụng của nó cũng kéo dài không, và chúng ta có thể chỉnh liều một chút. Thì đây là những cái thuốc mà chúng ta sẽ thấy là có thể được ưu tiên lựa chọn trong tăng huyết áp khẩn trương, và đây là các thuốc đường uống. Thì tôi muốn nhấn mạnh captopril bởi vì là khi mà đi giảng các tỉnh thì các bạn các tỉnh đều có hỏi một câu là vậy thì thưa cô, là trong những cái trường hợp này thì có thể cho captopril ngậm dưới lưỡi hay không, vì là captopril nó có tác dụng khá là nhanh, thì chúng ta có thể cho tác dụng đường uống hoặc ngậm dưới lưỡi đều được. Một điểm mà tôi cũng rất là nhấn mạnh đối với tăng huyết áp khẩn trương cũng như tăng huyết áp cấp cứu thì lợi tiểu, quai, furosemide cả đường tiêm hoặc đường uống đều không có chỉ định trong điều trị cơn tăng huyết áp, trừ khi mà chúng ta có những cái chỉ định bắt buộc, như đó là những trường hợp ứ dịch, như là tăng huyết áp mà có suy tim mà có ứ dịch, hoặc là trong tăng huyết áp mà có bệnh nhu mô thận mà nó có phù có ứ dịch, thì lúc đó chúng ta mới cần phải cho lợi tiểu quai. Bởi vì chúng ta sẽ rất nhiều trường hợp chúng ta không biết được rằng là cái khối lượng tuần hoàn của bệnh nhân như thế nào, và khi đó chúng ta cho lợi tiểu vào thì sẽ làm giảm tiềm gánh, và do đó sẽ làm gì ạ? Giảm cái khung lượng tim và giảm tưới máu cho các cơ quan đích. Một điểm nữa mà tôi cũng rất muốn nhấn mạnh ở cái bài này, đó là đối với nifedipine ngậm dưới lưỡi, thì chúng ta thấy rằng là cho đến nay thì có khá nhiều các bác sĩ là khi mà bệnh nhân có tăng huyết áp một cái thì liền cho luôn một cái nang nifedipine chọc ra giọt giọt và cho vào dưới lưỡi. Và ở rất nhiều cơ sở y tế hiện nay vẫn áp dụng cái phương pháp này. Và cách đây chỉ khoảng 2 tuần thì có một bệnh nhân nữ 80 tuổi thì bà cũng đã đang điều trị thuốc huyết áp, thì sau đó thì bà cũng hơi có một cái căng thẳng một chút. Thế là một hôm thì bà đau đầu, hơi đau đầu một chút, đo huyết áp là 180/100. Thế là liền có một bác sĩ ở cạnh nhà cho luôn giỏ giọt, mấy giọt nifedipine dưới lưỡi. Và sau đấy thì huyết áp của bà tụt xuống có 85/50 và phải đi cấp cứu. Và may là sau đấy thì bà cũng không bị tai biến mạch não. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cho nifedipine ngậm dưới lưỡi mặc dù chỉ vài giọt thế thôi, huyết áp tụt rất nhanh và chúng ta không biết được. Và khi tụt như thế là lại phải vội vàng đi cấp cứu. Cho nên tôi nhấn mạnh lại là nifedipine nó hạ quá nhanh và quá mạnh, và tác dụng nó lại kéo rất là dài, có thể tới 6-8 tiếng. Cho nên chúng ta không chỉnh liều, mặc dù chúng ta cứ nghĩ là cho một vài giọt chả làm sao cả, nhưng mà cứ gọi là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, và đã có nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải cấp cứu. Và với cái việc hạ áp mạnh và không kiểm soát được thì rất dễ có nguy cơ gây cái biến cố thiếu máu não và thiếu máu cho tim. Và mặt khác, người ta không có một cái nghiên cứu nào về bằng chứng lợi ích của nifedipine cả. Vì vậy mà tôi muốn nhấn mạnh lại là không khuyến cáo dùng nifedipine tác dụng nhanh cũng như là nifedipine ngậm dưới lưỡi trong những trường hợp này. Đấy. Thì tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, vì các bạn ở đây đều là những bạn mà sau này sẽ là đầu ngành ở các tuyến tỉnh. Vậy thì trong những trường hợp này chúng ta làm gì? Chúng ta có hoàn toàn có thể, thứ nhất là chỉ cần cho bệnh nhân nằm nghỉ, huyết áp cũng đã hạ được một chút rồi,
Nếu bệnh nhân hơi căng thẳng lo lắng, chúng ta cho thêm một ít thuốc an thần kinh, ví dụ Celosen là cũng có thể cho được rồi. Cộng thêm cái hạ áp đường uống mà bệnh nhân đang dùng là hoàn toàn có thể kiểm soát được. Không nên vội vàng hạ áp quá nhanh trong trường hợp mà bệnh nhân không hề có một cái tổn thương cơ quan đích nào cả. Thì để kết thúc bài này thì tôi xin gửi đến một cái phác đồ mà chúng ta chẩn đoán và xử trí cơn tăng huyết áp cấp cứu. Thì cái này là của ACC 2017 và cũng được Hội Tim Mạch Việt Nam chấp nhận. Thì những trường hợp mà có cơn tăng huyết áp tăng lên kịch phát từ 180 đối với huyết áp tâm thu và 120 đối với huyết áp tâm trương, thì đầu tiên chúng ta phải xem xét xem có tổn thương cơ quan đích hay không, mới hoặc là đang tiến triển hoặc xấu đi hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ xếp vào tăng huyết áp cấp cứu. Không thì chúng ta xếp vào gọi là tăng huyết áp đáng kể hay là tăng huyết áp khẩn trương. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ hạ áp bằng đường uống và có kế hoạch theo dõi lâu dài. Còn nếu mà là tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta sẽ phải nhập viện ICU hoặc CCU. Và lúc đó chúng ta sẽ xem xét có những tình huống còn mà có chỉ định đặc biệt hay không. Đó là ba trường hợp: có tách động mạch chủ, có sản giật hoặc tiền sản giật, hoặc là có cơn tăng huyết áp do u tủy thượng thận hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ xử trí theo một cái chỉ định riêng và phải hạ áp nhanh xuống dưới 140, thậm chí dưới 120 trong vòng 1 giờ đầu hoặc thậm chí là 20 giờ đầu. Còn trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ nguyên lý chung, tức là chỉ giảm tối đa 25% huyết áp tâm thu trong giờ đầu, rồi sau đó hạ từ từ trong vòng 24 đến 48 giờ. Thì đây là một cái phác đồ tóm tắt lại về việc chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Và phác đồ này thì những cái màu ở đây cũng là tương ứng với cái màu của khuyến cáo. Như vậy thì để kết luận lại, thì thứ nhất là cơn tăng huyết áp là một cấp cứu nội khoa mà có hai thể khác nhau mà chúng ta cũng sẽ cần phải phân biệt, đó là tăng huyết áp và tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn trương. Bệnh nhân có cơn tăng huyết áp cần phải được khám cẩn thận để phát hiện dấu hiệu tổn thương cơ quan đích. Thì đây là cái dấu hiệu quan trọng để mà chúng ta có định hướng về tiên lượng, chăm sóc và điều trị riêng. Đối với tăng huyết áp cấp cứu thì tôi nhấn mạnh lại là cần được hạ an toàn bằng các thuốc đường tĩnh mạch và cần cá thể hóa trong từng trường hợp. Đối với tăng huyết áp khẩn trương thì có thể điều trị bằng các huyết áp đường uống, không nhập viện nhưng cần theo dõi sát. Và chúng ta thấy rằng là việc chúng ta chẩn đoán và điều trị đúng sẽ giúp giảm biến cố và tử vong cho bệnh nhân. Thì báo cáo tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.